Nếu dạo qua trang cá nhân của Thiều Bảo Trâm, có thể nhận thấy cô nàng rất đầu tư cho phần hình ảnh. Không chỉ đi sự kiện, ăn diện kỹ càng cùng nhiếp ảnh xịn thì mới có hình đẹp, ngay cả những bức ảnh street style, dạo phố bình thường và được chụp bằng điện thoại thôi, cũng đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích, bình luận từ phía khán giả. Để có được một tấm ảnh xinh, ngoài yếu tố trang phục, ánh sáng thì việc tạo dáng và canh góc cũng là điều tối quan trọng. Trong đoạn clip vừa được đăng tải trên kênh YouTube mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ những tips tạo dáng cực kỳ đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ khiến bức hình của bạn trở nên khác biệt rõ rệt. Không gian quán cà phê là nơi thường được nhiều bạn trẻ trưng dụng để sống ảo. Thiều Bảo Trâm đưa ra lời khuyên hãy chọn ngồi trên ghế cao, đừng co cả hai chân mà hãy để một chân trên, một chân dưới. Đồng thời kéo máy thấp xuống, việc này không những tạo cảm giác đôi chân dài hơn, mà còn khiến dáng vóc bạn thon gọn trông thấy. Nếu có đạo cụ, như một ly nước, đừng ngại đưa về phía máy ảnh và cười thật tươi. Nếu góc máy ở bên phải, hãy quay sang trái để khiến gương mặt trở nên thanh thoát. Đừng nhìn thẳng mà thử đưa ánh mắt liếc ngang sang một chút, trông mơ màng, nhẹ nhàng hơn. Khi đứng tạo dáng cùng một cây cột, không bao giờ ôm chậm lấy nó vì sẽ rất quê. Hãy thử dùng nó như đạo cụ, chuỗi tay, tạo dáng và không lấy cột. Bức ảnh của bạn trông sẽ hiện đại hơn rất nhiều. Bãi cỏ là một trong những background rất đẹp nếu biết trưng dụng nó. Hãy thử nằm nhẹ nhàng, xòa tóc, chống cằm. Tất cả sẽ cho ra tấm ảnh trong trẻo, hiện đại. Tuyệt đối đừng đưa tay chữ V Victoria, bởi lối tạo dáng đáng yêu, cốt không còn phù hợp nữa. Hãy chú ý canh hướng sáng, đừng để bức ảnh bị tối chỉ vì ngược sáng. Nếu một OH chụp một tấm ảnh thần thái, chuyển động như đang cắt quát, góc máy mà Thiều Bảo Trâm gợi ý là từ dưới lên, đồng thời bước thẳng, tự nhiên, thoải mái, đừng bước ngang bởi khi đấy trông bạn sẽ bớt cao ráo đi. Rất nhiều video liên quan đường phố cũng có thể là sàn diễn cho ra nhiều bức ảnh đẹp. Thiều Bảo Trâm đưa ra tiếp rằng hãy đặt một chân lên vỉa hè, chống tay lên đùi, liếc mắt xuống hoặc sang bên thật nhẹ nhàng. Đừng nhìn quá nhiều vào ống kính sẽ làm bức ảnh của bạn thiếu tự nhiên. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc chất lượng, nữ ca sĩ còn thể hiện cốt thời trang độc đáo, mang đậm phong cách cá nhân bằng những vlog chia sẻ các tips săn mặt, chụp ảnh, chăm sóc sức khỏe. Thiều Bảo Trâm hy vọng rằng clip ngắn trên đã gợi ý được cho khán giả những tips tạo dáng hữu ích, giúp bạn có tấm ảnh đẹp nhất chỉ với một vài thay đổi nhỏ qua cách tạo dáng, canh góc, theo HH trên thế giới trẻ let's jblog.com.